Cái gì đây? Nhưng mà xung quanh bờ hồ này chỗ nào cũng địa bàn của anh hết. Anh Hà đã có người yêu chưa nhỉ? Dạ em chưa anh ạ. Cuộc sống dân dã ấy, lúc nào nó ngon. Đây, mà thử miếng sao? 12 rưỡi em tỉnh. Dạ vâng ạ, em xin dậy về. Xin mời các bạn nhé. Phát biểu quảng trường. Rất ngon các bạn ạ. Vị ngọt và chắc của thịt cá, vị cay và vị mặn của muối, rất ngon. Ngon lắm các bạn ạ, mời các bạn nhé. Mời anh. Không. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay lại được ngày rảnh rỗi, anh em đi review ngắm cảnh. Hôm nay anh em sẽ đi câu, anh em sẽ bắt cần vào thôn Suối Giao thuộc xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu. Phong cảnh rất là yên bình. Hôm nay đồng hành cùng với mình sẽ có một người đẹp, em gái rất là xinh đẹp đi cùng. Làng quê rất là yên bình. Đây, chỗ này thuộc khu vực bản Hát. Đi qua bản Hát của khu vực người Thái này sẽ vào tới khu vực suối Giao của bản Mông. Lỗi sao bên này cơ mà. Cái gì đây? Nhưng mà xung quanh bờ hồ này chỗ nào cũng địa bàn của anh hết. Nhưng mà chỉ có anh hay chôn thôi, còn nó chỉ biết uống thôi, còn nó đéo bao giờ mà. Có khi là nó ngồi uống rượu gần đây, chai rượu gần nó cũng không thể để ý được. Không bao giờ biết. Bọn thằng hiệu Hà nó không biết đâu, mẹ gọi điện lên gọi điện xuống xin tao. Vâng. Nhưng mà không cho. Lại vứt cho anh cái chai kia ở đây, anh lại chôn cái kia xuống. Kia cái đấy nước, cái kia đây. Như liệu chôn này có lộ quá không? Không biết được đâu. Thế là tất cả xung quanh chỗ này, những chỗ này là bác chôn hết đấy. Riêng cái hòn đá này thôi cũng phải còn đôi ba chai đấy. Đây là kỹ thuật và kỹ năng của những người đi câu chuyên nghiệp. Đấy, nhổ ấy, cỏ này vứt vào nó dễ, rất dễ sống, hiểu không? Không thể có vết đào, cỏ vẫn sống bình thường. Đó. Thế là xong đúng không? Thế là xong, có một chai rượu. Đây, bên mé này. Rượu Hà Thổ. Cá to vĩ đại. Cái khu vực lòng hồ thủy điện mini đấy là dành cho anh em ở trên này là đi câu cá, là cứ hàng năm cứ ông táo là anh em là mua vài chục cân cá sau lên thả đây, đến khoảng tầm 5-6 tháng sau là anh em bác cần như là có thể tự thả tự câu. Và hôm nay chúng ta sẽ làm quen với em Hà nhá. Vâng, chào em Hà nhá. Mẹ rất vui em Hà đã quay trở lại với kênh
tới chút miền quê. Hà, xin chào mọi người. Hà giới thiệu đôi nét về mình đi. Chúng mình đã vừa bắt hai con cá dưới hồ đấy ạ. Và chúng mình đã nướng ngay tại trên hồ. Cá rất tươi ngon các bạn ạ. Cực kỳ tươi ngon các bạn nhé. Cá dưới hồ, bắt dưới hồ và nướng ngay tại hồ. Các bạn hãy cùng chúng mình trải nghiệm nhé. Hôm nay cũng là thứ bảy chủ nhật nên là anh em được đi ra ngoại. Xin chúc tất cả các bạn đến với kênh Từ Những Miền Quê nhé. Chúc các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc và có những chuyến ra ngoại bên gia đình và người thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Thỉnh thoảng Hà có hay đi ra ngoại như này bao giờ không? Đi cùng gia đình anh ạ. Đi dã ngoại và bắt được những chú cá hay là đi cùng người thân anh bắt con cua ạ, ở suối ạ. Cảm giác đó rất là thích anh ạ. Bắt được những con cua thực tế luôn anh ạ, cua đá ở suối. Sau đó về mình chế biến rất là ngon. Nó khác với cảm giác là mình mang tiền ra mua ở chợ anh ạ. Rất là thích được đi trải nghiệm, được đi thực tế cùng gia đình và người thân. Sau đó thưởng thức những món mà đồng quê mình đã bắt được ấy anh ạ. Cực kỳ ngon anh ạ. Giống như hôm nay được đi cùng mọi người bắt những con cá ở những cái hồ như thế này. Sau đó là tự chế biến theo cách mà mình yêu thích, đó là nướng ướp gia vị theo cách của dân tộc người Thái mình gọi là sầm pô đấy ạ. Nên là thế chính tỏ hàng biết nhiều hết nhỉ về ẩm thực này nè. À đấy, từ vừa đây quên ra đây cho hỏi Hà đã có người yêu chưa? Em chưa anh ạ. Nha, thế bao giờ thì cho bọn anh ăn cỗ? À thực ra thì em cái dự định đó thì em cũng chưa có dự định, chưa có suy nghĩ lắm. Em là một người hướng về tự do nhiều hơn. Nhất là những buổi như thế này, ra ngoại như thế này rất là vui anh ạ. Mọi người xem kênh của mình nhá, có thể là ai mà yêu quý em Hà thì có thể là sẽ liên hệ với em Hà nhá. Em Hà là chưa có người yêu. Đấy. À người yêu thì chưa biết nhưng mà gia đình thì chưa rồi. Thế anh Hà đã có người yêu chưa nhỉ? Dạ em chưa anh ạ. À đấy, em chưa có người yêu. Thế có sợ ế không? Chuyện đó thì em chưa nghĩ đến lắm. Sinh như em thì làm sao mà ế được? À không, cái đó thì em chưa nghĩ đến anh ạ. Sinh hay không thì em chưa tính đến. Các bạn là em là một người hướng đến tự do. Em chắc là cũng là như anh nói là ấy thật rồi đấy. Tại vì em chưa có người yêu. Đấy nha mọi người, xem trên kênh thì bạn nào mà yêu quý em Hà thì có thể liên lạc với kênh nhá. Kênh là mình sẽ giới thiệu cho. Em Hà đang làm đâu nhỉ? Hiện tại thì em còn đi học không hay là đi làm rồi? Dạ em đi làm rồi anh ạ. À Hà đi làm rồi à? Dạ vâng ạ. Hà làm ở bên nào? Bên ngân hàng hay là bên? Dạ vâng, hiện tại thì em đang bên mảng giáo dục anh ạ. Em cô giáo mầm non à? Dạ không phải, em không phải là cô giáo dạy hổ mà em là đang bên em là giảng dạy bên chuyên môn khối trung học cơ sở. Em là giáo viên cấp 2 anh ạ. Rất tuyệt vời luôn. Đấy. Bạn nào mà yêu quý em Hà, cô giáo Hà. Không phải là cô giáo Thảo nhá. Cô giáo Hà thì sẽ liên hệ với kênh nhá. Sẽ giới thiệu cho. Cô giáo Hà thì hiện tại là vừa mới ra trường. Chưa có người yêu. Hôm nay lên chơi địa điểm trên này thì cũng là gần, chắc là gần cơ quan của em đây đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy thì cũng anh em đi câu trên này. Thế gặp em gái cũng rất là xinh, ngoan, hiền. Thì anh em đến giao lưu. Để đi chơi thì mọi người có yêu quý em Hà thì cho mình xin một like và nhấn đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái này phải dã nhừ ra anh.
cho em xin quay một cái nhá. Đẹp nhỉ. Cái này phải giã nhừa. Cái này giã giã như này chắc là chỉ ngâm để ăn trong năm thôi đúng không? Vâng, cho tí ớt và muối vào. Bởi vì em thấy là thường thường ở trên này họ hay ngâm cả quả luôn đấy, cả cây măng luôn đấy. Vâng, đúng rồi. Cái đây chắc để được lâu đúng không? Vâng, để lâu. Còn cái này được mà. Để lâu cũng được. Nhưng mà làm cái này có để được lâu không? Được mà. À thế à? Vâng. Mùng năm được. Vâng. Chủ yếu là ớt đó tốt. Ớt có phải giã ra không anh? Ớt thì phải cho máy nghiền chứ. À, cho máy xay ra đúng không? Máy xay ra chứ. Thế thì cũng giống như kiểu ở dưới cây 17 thôi nhỉ? Vâng, vâng, đúng thế. Đây các bạn ạ. Sau một thời gian thì giao cho cưng nhé. Chúng mình đã nướng xong con cá ở hồ chúng mình vừa bắt đấy ạ. Đây ạ, hồ ngay cơ này. Chúng mình bắt được hai con cá nhá. Vẫn còn ở bên kia đi, mình tự làm ra, tự nấu đấy. Mình đã nước gia vị vào đây. Ô, mình và tự trồng đấy. Mình nướng theo kiểu của người Thái. À, đây là chai rượu. Anh trai của mình đã chôn được 3 tháng rưỡi ở đây đấy ạ. Anh trai mình là trước đi vào đây và anh trai đã chôn chai rượu vào đây. Hôm nay anh đã đào lên và đã mời hôm nay có khách quý là anh em mình vào ấy, thì anh trai mình đã đào nó lên và đã tiếp đãi bọn mình bằng món đó là con cá hồ tự bắt đấy các bạn, tự câu ấy ạ. Đây là con cá hồ và chúng mình tự bắt tự nướng. Là muối nhá, đây là muối này và ớt đâu nhỉ? Mình sẽ đi nướng muối với ớt, sẽ làm nước chấm để chấm cái con cá này các bạn ạ. Sau đó thì mình sẽ cùng với các bạn thưởng thức nhá. Xin chào các bạn. Rất là dễ thương. Ở cuộc sống dân dã ấy, lúc nào nó ngon. Đây, đấy, chụp đi. Các cụ mình ngày xưa ấy thì thảo nào lúc nào cũng chỉ đi kiếm ăn thôi. Bởi vì là lúc nào ăn kiểu này ấy, thế là nó ngon. Nên là ăn xong này lại đói, lại thích ăn tiếp. Thế cứ phải lúc nào cũng đi mò mẫm nên là. Ngày hôm lên ra hội say hết. Không nào? Uống cả đêm đéo nha. Uống tận sáng đúng không? Phê phê về ngủ phong may. Mời các bạn thưởng thức món bắp đến món cá ba bình tục và món nước chấm nước nhé. Em Hà thử miếng sao? 12:30 em tỉnh. Dạ vâng ạ, em xin dậy về. Xin mời các bạn nhé. Đâu giờ thế nào? Có nào không? Chấm để rửa, không dậy lấy được. Chấm. Thôi. Phát biểu quảng trường. Rất ngon các bạn ạ. Vị ngọt và chắc của thịt cá, vị cay và vị mặn của muối. Rất ngon. Ngon lắm các bạn ạ, mời các bạn nhé. Mời anh.